Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Dài Kỳ hôm nay xin được mời đến quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện có tựa đề là Trông Hộ Nhà Có Ma. Đây là một câu chuyện mới của tác giả Mây Hạ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Vừa mới bước ra khỏi cổng đã thấy thằng Quách đứng ở bên ngoài. Nó đứng nhìn thấy mình thì gọi lớn: "Ê cu, ta đang ở đây." Mình vội vàng chạy đến vỗ mạnh vào đầu của nó một cái rồi bảo: "Mày gọi ai là cu? Ta lấy táng cho mày phát bây giờ." Nó cười nham nhở rồi hất hàm rồi hỏi: "Thì để chơi xong về thì về nhà tao nhé." "Nhà nào?" "Thì nhà nằm cạnh con sông ấy, mày quên hả?" "Ờ nhỉ, lâu ngày không có đến đó tao cũng quên mất." Thế là hai đứa quyết định đi nhậu một bữa rồi về nhà nó nghỉ luôn. Thằng Quách chuyển qua tỉnh khác sống cũng đã được 2 năm, nên lần này hai thằng mới có dịp gặp mặt, cho nên nói chuyện nhiều lắm. Hai thằng vào trong quán không phải đầu tiên nhưng lại về sau cùng, nhưng rất may là chẳng đứa nào say. Vốn dĩ cả hai không hàm hố gì bia rượu. Tầm khoảng 11 giờ tối, mình và thằng Quách bắt đầu leo lên chiếc xe phóng về nhà của nó. Nhà nó cách đây khá xa, lại đã bỏ lâu ngày. Treo bằng bán nhà vì nhà nó không còn nhu cầu ở khu đó nữa, nhưng mãi cũng không thấy có người mua. Lần này có dịp về quê cũ nên nó cũng quay lại ngó nghiêng xem nhà cửa có hỏng hóc ở đâu không. Nhà nó nằm cạnh con sông, lại cách xa với những căn nhà khác nên rất riêng tư. Ban đầu bỏ nhà như vậy, gia đình của nó cũng sợ thu hút bọn trộm cắp nghiện ngầm đến đập ổ, cho nên thường cho người ta ở thuê. Nhưng chẳng thuê được bao lâu, ai nấy cũng đều bỏ cọc mà đi. Vậy là gia đình của nó không cho thuê nhà nữa, mà thuê người thi thoảng đến để ở dọn dẹp. Mặc dù hàng tháng vẫn thuê người đến ở là như vậy, tuy nhiên cũng cần kiểm tra cho chắc mới được. Nguyên nhân theo như mình được biết là như vậy, còn nguyên nhân sâu xa là hình như có gì đó mờ ám. Nhưng mỗi lần hỏi thì nó đều không nói gì cả. Nhìn mặt của nó tỉnh bơ như vậy nên mình nghĩ cũng chẳng có gì to tát. Đôi lúc cũng cố để mà cặn hỏi, nhưng nó chỉ úp úp mờ mờ, không đề cập nhiều. Quãng đường cũng còn khá xa mới đến, cho nên mình gợi chuyện để nói. Trong đầu bất giác nhớ đến con bé em họ của nó, cho nên mình liền cất tiếng hỏi: "Thế mày đã tìm thấy tin tức của bé Thu chưa? Nó mất tích cũng lâu phết rồi nhỉ?" Như chọc đúng chỗ đau, thằng Quách đang nói chuyện rôm rà liền im bặt không nói nữa. Một lúc sau nó mới nhẹ nhàng rồi lên tiếng: "Vẫn chưa có tin tức gì cả. Công an cũng vào cuộc nhưng chẳng tìm được dấu vết, thì ta có thể làm được gì chứ?" Thằng Quách nói mà nghe rõ sự buồn thương bên trong. Mình cũng im lặng không lên tiếng, trong đầu bắt đầu ngược về khoảng thời gian tầm 2 năm trước, khi em họ của nó rời bỏ nhà đi không một chút tin tức, khiến cho người nhà tìm kiếm khắp nơi. Nhỏ em họ này tên là Thu, một thời gian lúc tầm 15-16 tuổi có bỏ nhà đi mà mọi người không rõ nguyên do. Thằng Quách cũng tìm hiểu nhiều lần, nhưng cô chú tức là bố mẹ của cái Thu cũng không biết nguyên nhân chính xác, thì người anh họ như nó thì làm sao có thể rõ được. Tuy là em họ nhưng khá thân thiết với thằng Quách, bởi vì em bé này rất hay sang nhà nó chơi, nên hai anh em thân thiết với nhau lắm. Lúc nhỏ cái Thu khá là hiền lành, nhưng thời gian lên cấp 3 bị lũ bạn xấu dụ dỗ, cho nên thầy tính đổi nết. Thời gian đó gia đình của Thu nhức đầu tìm mọi cách để ngăn chặn không cho con gái đến gần những thành phần không mấy tốt đẹp kia, nhưng không được. Thu vẫn trốn đi chơi đêm, thậm chí là không về nhà, khiến cho cả nhà phải đi tìm, thậm chí báo công an vì sợ bị bắt cóc. Thời gian đó Thu không những cãi lời của bố mẹ, lên lớp còn quậy phá, không chịu học hành. Mặc dù trước đó học rất giỏi và là học trò cưng của thầy cô, sự biến đổi nhanh chóng của Thu khiến cho ai nấy đều vô cùng hoang mang, tìm mọi cách để giải quyết nhưng không tìm được cách nào cả. Đỉnh điểm có lần chẳng hiểu nó đi ăn chơi đàn đúm thế nào với đám bạn kia mà lại đi đánh lộn, làm bố mẹ của bé này phải đền tiền cho nạn nhân, ngày đầu cũng mấy chục triệu. Vượt qua sức chịu đựng của mọi người, bố mẹ con bé không giữ nổi bình tĩnh, giơ tay tát nó mạnh trong đồn công an rồi bảo: "Sao ta lại sinh ra đứa ngỗ nghịch như mày chứ?
Thu ơi là Thu, sao mày lại thành ra như vậy hả? Tiếng của cô Thanh gào lên thảm thiết, khiến bầu không khí trong đồn trở nên náo nhiệt. Mà kệ cho bố mẹ đánh mắng, Thu vẫn trơ mặt ra mà không hề có chút phản kháng nào cả, khiến cho bố mẹ của nó lại càng tức giận. Cho đến lúc nó mở miệng ra thì khiến ai nấy đều không khỏi bực mình. Bố mẹ kệ con, cuộc đời con tự lo, không cần ai quan tâm cả. Khỏi phải nói, ai nấy đều tức giận vô cùng. Nếu không có mấy chú công an ở đó, có khi con bé bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Con người đều có giới hạn, ấy vậy mà nó vẫn cứ muốn phá vỡ giới hạn đó, ai mà chịu cho nổi. Đánh đập cũng có, cấm cửa cũng có, thế nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, cơ nào nó cũng không thay đổi. Rồi cái gì tới cũng tới, mà chuyện bắt đầu trở nên hỗn độn hơn khi nó bỏ nhà đi với trai. Đến lúc về thì nó vác nguyên lu về nhà, khiến cho ai đó đều ngỡ ngàng bật ngửa, không thể ngờ rằng nó có thể làm ra những cái chuyện như vậy. Càng tệ hơn nữa, khi mà hỏi chủ là ai thì nó không hề nói. Mồm miệng câm như là nghe, nhất quyết không chịu hé răng lấy nửa lời. Con gái vốn trước ngoan hiền là như vậy, không hiểu vì sao chỉ trong một thời gian ngắn đã trở nên đồ đốn như vậy. Giờ nó bị bố nó nhậu xỉn, lôi ra giữa đường đánh đập, ngày đầu là gãy tay. Hên là nhờ có hàng xóm can ngăn, ông Phàng luôn cả hàng xóm, thế nên là lên xã. Trời đó ngày đầu khiến cả xã bàn tán ra vào, khiến cho bố mẹ của nó không dám vóc mặt đi đâu cả vì quá là xấu hổ. Còn bé Thù bị đánh xong may mà không mất thai, nó cũng không dám về nhà nữa, vì sợ bố mẹ đánh mà liên tục lên nhà thằng Quách để ở. Vì hồi xưa tính tình của nó hiền lành cho nên người ta còn cho ở, chứ bây giờ nó thay tính đổi nét như vậy, dù có thân thiết đến đâu cũng khó có thể chấp nhận. Thằng Quách nó nói thời gian đó nó ở thành phố nên không biết, chứ nếu nó biết nó đã kéo bé Thu lên ở chung, vì nó thương con bé Thu lắm, hai đứa như anh em ruột vậy. Khi Thu mình cũng đang gặp mấy lần, nhưng nếu nhìn sơ qua thì không sao có thể ngờ con bé lại gây ra nhiều chuyện động trời như vậy. Nhìn mặt con bé sáng rõ lại còn hiền lành, ai ngờ lại ăn chơi chắc táng như vậy. Một thời gian sau khi bé Thu bỏ nhà đi một thời gian thì không ai biết gì về nó nữa. Bố mẹ của nó cũng cho người đi tìm nhưng không có tung tích gì cả. Lúc đó nó lại sắp đẻ đến nơi cho nên mọi người lo lắng. Bố mẹ của nó gần như đã già đi mấy tuổi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, càng khiến cho mọi người lo lắng hơn khi có tin đồn là nó bị bắt cóc rồi bán qua Trung Quốc. Mình người ngoài mà nghe vậy thì cũng khiếp đảm lắm, huống chi là những người nhà con bé Thu. Thằng Quách đợt đó cũng bỏ bê công việc rồi nhờ vào khắp nơi để tìm em, thế nhưng không được. Con bé cứ như biến mất khỏi thế giới, tan vào hư vô như chưa từng tồn tại. Bố mẹ của nó cũng sốt sắng, tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không có tin tức. Cho tới một thời gian lâu sau này, bố mẹ của thằng Quách lại thấy bé Thu trong mơ. Nói thêm một chút thì lần đó bố mẹ của nó về quê nên là lại dưới quê để nghỉ ngơi. Từ hôm đó đang thiêu thiêu nằm ngủ thì đột nhiên cả ngày nghe có tiếng động bên ngoài. Mẹ của Quách vốn mất ngủ từ lâu lại nghe có tiếng động lạ nên trằn trọc mãi không sao có thể ngủ được. Ban đầu cô thắm quần tường nhà để lâu không có người ở, cho nên bọn chuột nó hoành hành. Thế nhưng mà đợi mãi mà tiếng động kia vẫn không dứt, thậm chí tiếng động ngày càng rõ hơn. Và nếu như nghe kỹ thì giống như tiếng bước chân người vậy. Bây giờ cô Thắm cũng hơi sợ nên lần mò sang bên cạnh để gọi chú Năm dậy xem thế nào. Nhưng gọi mãi chú vẫn cứ nằm im cho nên đành thôi. Cứ như vậy cô chịu đựng tiếng động đó thêm khoảng 10 phút nữa thì cuối cùng cũng dừng hẳn. Đang mừng trong lòng thì cô Thắm dùng mình ớn lạnh sống lưng khi nghe bên tai có tiếng người văng vẳng gọi tên của mình. Tiếng gọi xa xăm rượu vời khiến da gà da vịt nổi lên dần dần. Bác Thắm ơi. Tiếng gọi vừa quen vừa lạ khiến cô Thắm hoang mang. Cô dùng hết sức bình sinh còn lại để cho bản thân lên tiếng hỏi. Ai gọi tôi đây? Cô vừa dứt lời thì tiếng gió lạnh từ đâu tập tới. Tiếng cửa sổ va đập khiến không gian trong phòng càng trở nên ma mị. Đúng lúc này từ bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên liên tục khiến cô Thắm giật mình suýt nữa hét toáng cả lên. Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì tiếng nói kia lại văng vẳng bên tai. Bác ơi, cháu lạnh lắm,
Cháu lạnh lắm, cháu đói lắm. Khi cô Thắm nghe tiếng người con gái rên rỉ, vừa sợ vừa thương, bởi cô nhận ra giọng nói kia không phải ai khác mà chính là của Thu. Lúc này cô mới lấy hết sự can đảm để tiến ra bên ngoài. Cô khẽ mở cửa tiến ra ngoài. Không khí bên ngoài trở nên lạnh buốt, khiến cho cô không ngừng ôm lấy cơ thể, xoa dịu đi cái lạnh đang bao trùm lấy thân thể của mình. Cô căng mắt ra để nhìn cho thật rõ, cả hành lang dài cứ như bị phủ một màn sương u ám vậy. Cô khẽ cất tiếng gọi, có ai không? Có ai đang đó không? Cô vừa gọi vừa từ từ bước sâu về phía cuối con đường. Nhưng chưa bước được mấy bước đến cuối hành lang thì một bóng trắng bay vụt qua, khiến cô giật mình ngã ngửa ra đằng sau đầy thẳng thốt. Cô tay mạnh định chạy vào trong phòng thì cựng lại bị đâm cứng. Trước mặt của cô một đôi chân trắng thoát chẳng biết từ bao giờ lù lù xuất hiện. Cô ấp úng từ từ ngước mắt lên phía bên trên thể thấy ơi ôi. Cương mặt của một cô gái với mái tóc dài gần như che kín cả khuôn mặt khiến cô kinh hãi hét lên. Bề tài vẫn văng vẳng tiếng gọi của hồn ma. Bác ơi, cháu lạnh lắm. Cô Thắm vì quá sợ nên chẳng nghe lọt tai. Cô cứ như vậy dùng tay ôm chặt tay của mình rồi run rẩy cầu trời khấn Phật. Để một lúc thì cô lại không nghe thấy gì nữa. Lúc này cô mới bình tĩnh hé mắt nhìn sang bên ngoài thì quả nhiên chẳng thấy bóng người kia đâu. Cô cố lấy lại bình tĩnh đứng dậy toàn vào trong phòng thì bên tai lại vang lên tiếng khóc thút thít ai oán. Tiếng khóc vang vọng khắp căn nhà khiến không khí bên trong ngày càng trở nên ma mị vô cùng. Em ơi, em sao vậy? Tiếng gọi quen thuộc khiến cô Thắm từ từ tỉnh giấc. Cô mở mắt ra thấy chú Nam đang nóng lòng lên tiếng gọi cô. Khi thấy cô đã tỉnh, chú mới thở phào nhẹ nhõm rồi bảo, trời đất ơi, sao đêm hôm lại mò mẫm ra ngoài làm chi, để ngất ra đây vậy chứ. Bây giờ cô Thắm mới nhìn lại thì nhận ra bản thân của mình không nằm trong phòng mà lại nằm ở ngoài hành lang. Mất một lúc cô mới nhớ ra mọi chuyện. Mặt của cô tái mét ráo rắc nhìn chung quanh như thể đang muốn tìm xem có bóng ma nào ẩn giật chung quanh không vậy. Thế chẳng thấy bất ổn của cô, chú Nam không khỏi lo lắng mà lên tiếng hỏi, có chuyện gì sao mặt em tái mét vậy? Cô Thắm run rẩy lên tiếng, em vừa thấy con bé Thu nó ở đây, nhìn nó đáng sợ lắm. Chú Nam nghe vậy thì có chút khựng lại, nhưng chú đã nhanh chóng lấy bình tĩnh. Chú bảo, chắc là em lo cho nó quá chứ không có cái chuyện gì đâu. Em nhìn xem chung quanh đây làm gì có ai chứ. Cảm nhận được hơi ấm từ người của chồng nên cô Thắm cũng đã bình tĩnh hơn được phần nào. Cô khẽ nhìn chung quanh, khung cảnh đã không còn mờ ám như ban nãy nữa, khiến cô trở nên an tâm hơn phần nào. Cô chú cùng nhau về lại phòng để ngủ, nhưng trần trọc mãi vẫn không thể nào ngủ được. Cô Thắm vẫn mở mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, thi thoảng lại dùng mình ớn lạnh, như thể có ai đó đang quan sát cô từ tứ phía chung quanh. Đến sáng sớm khi nắng đã dần sáng tỏ, cô mới an tâm chợp mắt được đôi chút. Thế nhưng từ đó khi vợ chồng cô không còn quay lại căn nhà này nữa. Nghe thằng Quách kể xong, mình liền lên tiếng trêu, mẹ mày kể vậy mà mày không thích sợ hả? Có gì đâu phải sợ chứ, trên đời này làm gì có ma quỷ. Nó trả lời một cách tỉnh bơ. Mày cũng nói qua nói lại vài câu nhưng rồi không để ý đến mấy chuyện đó nữa. Bây giờ là 1 giờ sáng, mình với Quách đã về đến nhà của nó. Đường đi vắng vẻ, nhà lại không bật đèn. Nhìn sơ qua bên ngoài thôi khiến cho những người yêu bóng vía không khỏi dùng mình ớn lạnh. Thằng Quách hứng khởi vỗ vai của mình lên tiếng, vào trong đêm mày, lâu lắm rồi không quay lại mà nhà vẫn vậy, không có thay đổi chút nào cả. Thì bỏ không lâu vậy thay đổi được gì chứ, nói vậy cũng nói. Mình đáp lại rồi nhanh chóng xách đồ vào bên trong. Căn nhà rộng rãi với lối kiến trúc hiện đại, nhà chỉ mới để không một thời gian, không lâu lắm lại thường xuyên có người đến quét dọn nên còn khá sạch sẽ. Nhưng hai đứa có một cảm giác gì đó không được yên ổn cho lắm. Vừa mở cánh cửa ra, bầu không khí bên trong khiến mình lập tức co người lại. Chẳng hiểu sao bên trong căn nhà lại lạnh đến như vậy. Ngay cả thằng Quách cũng không tự chủ mà hắt xì mấy tiếng. Dù là không nói ra nhưng cả hai thằng đều biết có chung một ý nghĩ. Một ý nghĩ lạnh lẽo sống lưng, nhưng mà tuyệt nhiên không đứa nào dám đưa ra ý kiến của mình cả. Bật đèn sáng trong nhà, nội thất bên trong vẫn còn nguyên vẹn, không một chút thất thoát. Những bức hình gia đình đã được để nguyên chỗ cũ.
Hai thằng liền đẩy xe vào nhà, khóa cửa cẩn thận vì lúc này cũng đã khuya. Mọi thứ xong xuôi, hai thằng mang đồ lên trên lầu rồi nghỉ ngơi. Đột nhiên thằng Quách dừng lại, nó như nghĩ ra thứ gì đó liền lên tiếng. Để tao lên lầu thắp hương cho gia tiên nhà tao cái đã. Thấy nó nói như vậy cũng hợp lý, cho nên mình đi theo. Tầng ba nhà nó dành riêng để làm phòng thờ, tuy không to nhưng nói chung cũng đầy đủ. Có lẽ lâu ngày không có người hương khói nên dần thờ nhà nó có cảm giác gì đó lạnh lẽo và mờ mịt. Cũng may là còn có người thường xuyên đến quét dọn, chứ không chắc giờ này mạng nhện cũng đã răng đầy. Thằng Quách tay cầm nhang, miệng lẩm bẩm khấn vái rồi nhanh chóng cắm nhang lên bàn thờ. Nhưng nó còn chưa kịp làm gì thì cả hai đã tá hỏa. Bây chẳng hiểu vì sao nhang vừa mới cắm đã bùng cháy, khiến cho hai thằng giật mình vội nhảy ra đằng sau. Hai thằng mất mấy giây mới kịp định thần lại. Thằng Quách vội lấy nước dội mạnh lên chỗ cháy mới kịp thời khống chế tình hình. Thế ngọn lửa đã tắt, đứa nào đứa đấy đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi sự việc có bất ngờ, mình buông tiếng rồi mắng. Mày châm hương kiểu gì để cháy lớn vậy? Xuyên nữa thì gây chuyện rồi. Ta có biết gì đâu, tự nhiên nó cháy vậy mà. Chắc là các cụ nhà mày lâu ngày không ai chăm sóc cho nên cũng vậy đó. Thôi, mau chóng dọn dẹp về phòng đi. Thằng Quách tường thần cho nên vội vàng tiến đến khấn vái xin lỗi. Nó dọn đống tàn dư trên bàn thờ rồi nhanh tay cắm lại một nén nhang khác. Và lần này không có chuyện gì xảy ra nữa. Thế vậy cả hai thằng mới an tâm trở về phòng để nghỉ ngơi. Lúc đầu mọi thứ đều hơi lạ đối với mình. Chắc tại đây và lần đầu tiên mình tới nhà của thằng Quách gặp vài chuyện cháy nổ, cho nên bất an trong lòng. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên thằng Quách lên tiếng khiến mình giật nảy. Mày muốn ngủ riêng một phòng hay ngồi chung? Thôi ngồi chung đi, về đây không có quen nên ngủ một mình chán lắm. Thằng Quách nghe vậy cười nham nhở. Thế mày không sợ tao sợ mó mày hả? Mày cứ thử giờ trò đi. Tao mấy con bọn gái sư tử của mày á, đến lúc đó đứa nào chết đứa nào sống biết ngay. Thằng Quách nghe nhắc đến bạn gái thì rén ngay lập tức. Sở thích quen biết của hai đứa nó kể ra cũng hài. Hai đứa quen nhau trong một lần con bé Mai uống rượu say rồi nhầm thằng Quách là người yêu cũ của nó. Đợt đó đám bạn chúng mình rủ nhau vào quán nhậu để ngồi chén chú chén anh, coi như là họp mặt sau bao năm ra trường. Thằng Quách đang bốc phét khoe khoang với lịch sử không dưới chục cô thì đột nhiên bị con bé bạn bên đối diện túm tóc. Cái thằng khốn nạn này, mày cấm sừng bà xong mà ra đây mày kể lể với đám bạn của mày. Tiên sư nhà mày, bà đã để cho mày yên thân mà mày không biết điều. Thằng Quách đang hăng đột nhiên bị túm tóc đánh thì nó sợ lắm, nó la lên. Trời đất ơi, ai vậy? Sao lại người vô cớ thế chúng mày đâu? Sao ngồi đó mà cười không có cứu tao hả? Ban đầu mình còn tưởng là nó gặp phải bé người yêu cũ. Thế nhưng vẻ mặt thống thiết cầu xin của nó mới nhận ra là nó vừa bị đánh nhầm. Và lại con bé kia mình cũng chưa gặp bao giờ. Thế là cả đám bốn đứa con trai cùng ba đứa bạn nữ con bé kia túm người tách hai đứa chúng nó ra. Thằng Quách đầu bị bới tung như tổ quả, nó quát. Cô bị thần kinh à? Động chạm gì đến cô mà đánh tôi? Lúc này đám bạn của cô gái thấy thằng Quách đỏ như gấc, hai con mắt long lên sầm sập. Trên bắp tay còn xăm hình rồng phượng thì cả kinh. À, anh ơi, con bạn em nó vừa chia tay nên nó nhậu say, tâm thần nó bất ổn, anh đừng chấp nó nhé. Thế cô bạn vừa lắp bắp xin lỗi vừa nhìn vào cánh tay xăm kín của thằng Quách, tôi không khỏi bật cười. Chả là hôm trước nó mới đặt mấy cái hình xăm rắn về định lòe với thiên hạ, ai ngờ cũng có ích phết. Thằng Quách bây giờ đang tức lắm, từ ngày đối diện với con gái là nó giả bộ hiền lành, thế nhưng bây giờ hiền cũng chẳng nổi nữa. Nó vừa lôi từ trên đầu ra một nắm tóc nhỏ vừa gắt lên. Có vấn đề thần kinh, tốt nhất đến bệnh viện mà ở nha. Đừng để lông nhông như ngoài như vậy đó, hại đời hại người khác. Anh cho em xin số điện thoại, ở bao giờ cái mai bạn em tỉnh rượu, em bắt nó đi xin lỗi anh ngay. Cô bé kia vừa dứt lời, thằng Quách cũng chưa kịp lên tiếng trả lời thì đột nhiên con bé Mai nó vùng dậy. Hai má của nó đỏ như cà chua, tóc phủ cho gần hết mặt, nhưng cũng không giấu nổi cặp mắt hung ác đang nhắm về thằng Quách. Mình lao đến định kéo thằng bạn xấu số ra nhưng không kịp. Còn bé Mai nhanh như chớp đè ngừa thằng Quách ra mà đánh. Vừa đánh nó vừa chửi. Mày dám chửi bạn tao, mày to gan lắm rồi đấy. Ôi dồi ôi, Mai ơi tao xin mày, đây đâu phải thằng Huy đâu mà mày đánh thế.
Dường như cái tên kia lại càng làm cho cái Mai hăng máu, nhất quyết không chịu thả Quách ra. Mà thằng Quách cũng chỉ dám dãy thôi chứ không dám động thủ. Thế là thằng Quách bị ăn mấy phát vả liên tiếp mà chẳng hiểu lý do. Nó định cãi lại nhưng bị con bé kia túm đầu giật mấy cái nhốm tóc, khiến cho nó khóc thét. Đám chúng tôi thấy cảnh tượng trước mặt thì sợ hãi vội vàng lôi Mai ra. Thì con bé vẫn còn đang hăng máu chưa chịu tỉnh. Mình vừa lấy cốc nước trên tay của bạn nhân viên quán vẫn còn sững sờ hóng chuyện, hất thẳng lên mặt của Mai. Mấy cô xem thế nào, kêu bạn mình về đi chứ. Mấy cô bạn bấy giờ chắc cũng xấu hổ đến mức muốn đào hố mà chôn. Thấy mình nói như vậy thì ngượng ngùng xin lỗi rồi nhanh chóng kéo Mai đi về. Riêng cô bạn tên Lan thì quay lại xin phương thức liên lạc của bọn mình để mà tạ lỗi. Sau khoảng gần 2 phút thì quán ăn cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Thằng Quách thì tức đến xì cả khói, nó liền bảo: sao chúng mày phản ứng chậm thế? Cứ để cái con hổ cái nó lao đến tao cắn xe là sao hả? Thằng mình không nhịn được vừa cười vừa vỗ đùi: cho mày chừa cái tật bốc phét nhá, nghiệp cả đấy bạn. Thằng Quách tức lắm, bị đánh oan lại còn bị đám bạn cười thì tức sao mà chịu được. Về đến nhà nó vẫn không cười lấy một lần. Hai con mắt nó trừng trừng như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy. Nó nói với mình rằng phải trả thù con bé này bằng được vì khiến cho nó mất mặt trước đám đông. Nhưng số trời có những thứ mình muốn mà trả được. Sáng ngày hôm sau như đã hẹn, hai đứa mình đến một quán cà phê khá chill để gặp Lan và Mai. Không khí ban đầu khá gượng gạo vì Quách vẫn còn tức tối nên mặt của nó hầm hầm, khiến hai cô gái đối diện không rét mà run. Bây giờ mình mới chú ý nhìn cái Mai khác xa so với buổi tối. Nhìn cô gái này không còn hung tợn mà rất hiền lành, kiểu như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Thì không khí gượng ép mình bèn lên tiếng: thế hai em uống gì thì gọi đi. Lan vội vã gật đầu. Cô gái này rất nhanh nhẹn, lại có hai cái má khá bầu bĩnh, khiến mình ấn tượng ngay từ tối hôm qua. Anh cho em xin lỗi, hôm qua em uống say nên em lỡ... Sau một hồi thì cuối cùng Mai cũng đã lên tiếng, nhưng mà tuyệt nhiên không dám ngẩng mặt lên để nhìn Quách. Nhìn thấy hai bàn tay run rẩy của Mai, mình cũng thấy tội cho nên vội vàng ra hiệu cho Quách: thôi thì em ấy cũng xin lỗi rồi, đừng có để bụng. Quách bấy giờ nhếch miệng cười khinh, nó nhìn rồi chỉ tay lên đầu rồi bảo: thế mày có trải qua cái cảm giác bị rứt mấy nhúm tóc trên đầu chưa? Lại còn in cả cái hai lòng bàn tay lên mặt. Nói thì dễ lắm, nhưng ta đàn ông con trai cũng biết đau chứ, có phải mình đồng ra sắt đâu. Nên đoạn nó quay ngoắt qua nhìn Mai lườm huyết rồi bảo: xong qua hung hăng lắm mà, biết mình không bình thường thì ở nhà đi, đâm đầu ra đường làm hại người khác là sao hả? Nghe nó nói có phần nặng lời, mình đến lên tiếng đỡ, nhưng bất chợt đã nghe tiếng của Mai đập bàn. Không còn ánh mắt rưng rưng ban nãy, Mai hùng hồn rồi bảo: anh nói vậy mà nghe được hả? Tôi say tôi có biết cái gì đâu, nếu biết thì đã không phí sức đánh anh. Và lại anh không chống trả thì sao lại trách tôi? Mình với Quách ngá hốc miệng kinh ngạc, đồng tay đồng chân thì bảo là bắt nạt ấy vậy mà nhường thì lại nói là hèn. Ta Quách sôi máu quyết một phen sống mái, nhưng chưa làm gì thì Lan đã can: Mai ơi, ta xin lỗi mày đấy, mày xem cái này đi này. Nghe đoạn Lan lôi từ trong người ra một cái điện thoại, nhìn thoáng qua mình cũng biết là máy quay ở trong quán. Mai vừa xem vừa lấy tay bịt miệng ra vẻ kinh ngạc. Chắc cô cũng chẳng thể ngờ bản thân khi say lại có thể làm ra những cái chuyện như vậy. Mai không dám xem hít, nhìn Quách với một ánh mắt đầy hối lỗi. Thế là cả ngày hôm đó hai người chúng mình chỉ ngồi để nghe Mai trình bày. Cũng thấy tội cho cô bị thằng người yêu cũ tên Huy cắm một lúc tận hai cái sừng, cho nên Quách cũng không còn trách nữa. Nó nhận chút tiền mua thuốc rồi cũng nhanh chóng đi về. Nhưng mà chẳng hiểu sao hai đứa nó lại dính với nhau từ đó cho đến giờ. Mình và Lan cũng bắt đầu tìm hiểu. Đúng là kiểu số trời định đoạt, chỉ vì một hiểu lầm tai hại mà gắn kết được hai cặp đôi. Thằng Quách vẫn còn bị ám ảnh bởi mấy cái tát, mấy cái giật tóc cho nên sợ bồ ra mặt, mặc dù bé Mai bình thường rất hiền lành. Mình hỏi thì thằng Quách liền trả lời: bình thường là vậy thôi, chứ lúc nào tức lên nó uống rượu, có rượu rồi thì hóa thành như người khác vậy đó. Cái chuyện gì cũng có thể làm được cả đó. Quả là những gì nó nói là thật. Mình nhiều lúc cũng đến khiếp với trạng thái say rượu của cây Mai, cho nên đôi khi không dám rủ thằng Quách đi chơi ở đâu cả,
vì sợ con bé túm cổ đánh cả hai. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bất chợt Quách lên tiếng: "Mày lấy laptop ra bật tìm kiếm cái gì coi đi Cường, ngồi không chán quá." Vì chỉ có hai đứa nên tụi mình chỉ lấy một cái laptop cho đỡ nặng, với lại lỡ có chuyện gì thì dễ bề gom lại để về. Thế nó nói như vậy, mình vừa lấy đồ vừa lên tiếng hỏi: "Không đi ngủ lại còn coi cái gì chứ? Mày không thấy không gian ở đây thích hợp để xem phim mà?" Vừa nói thằng Quách vừa nhoèn miệng cười. Mình nghe vậy thì trợn tròn cả mắt rồi bảo: "Mày có thần kinh không Quách? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại đi xem phim ma, đừng có bày trò nữa." Nói đoạn mình định cất máy vào trong ba lô thì thằng Quách liền tiếng khiêu khích: "Đừng có nói là mày sợ nhá. Đằng nào cũng quá giấc, chẳng ngủ được nữa, xem cho thêm chút kịch tính đi. Mọi khi mày vẫn mạnh miệng lắm cơ mà. Hóa ra mày chỉ là loài thỏ đấy." Nghe nói như vậy thì mình tức đến đỏ cả mặt. Chẳng biết nó lấy cái gan ở đâu mà nói ra mấy câu như vậy nữa. Mình nào chịu thua, mình liên tiếp đáp lại: "Đấy, tao sợ đó. Mày xem xong lại không dám đi vệ sinh thôi. Chứ tao sợ chó gì. Thôi được, muốn xem thì tao chiều." Nên đoạn mình liền lấy máy để mở phim. Thế nhưng trong lòng nói thật có chút ớn lạnh. Thằng Quách lúc này vừa cười nham nhở vừa chủ động bật bộ phim mà nó vừa nghe review là vô cùng đáng sợ. Bộ phim vừa bắt đầu, nhạc nền vang lên khiến cho hai thằng sờn hết da gà da vịt. Thằng Quách ấy vậy mà vẫn cười nói: "Công hay phết nhỉ, chưa gì đã hấp dẫn rồi đó." Mình thì không nói gì nhưng trong lòng đã chửi thầm thằng bạn thân hàng chục câu không ít. Trong lòng thì sợ nhưng mà chẳng dám nói ra, vì sợ nó cười cho nên đành cắn răng để ráng xem nốt bộ phim. Bộ phim vừa bắt đầu được 5 phút thì bỗng có dấu hiệu cho nên mình lên tiếng: "Phòng vệ sinh ở đâu mày?" Thằng Quách trả lời nhưng không quên châm chọc: "Chưa gì mày đã sợ vậy hả? Cái phòng có cái cửa gỗ duy nhất màu xuân xanh lá cây đó." Mình chẳng thèm đôi co mà nhanh chóng chạy ra tìm căn phòng. Nó nói căn phòng duy nhất đựng sơn màu xanh đá cho nên tôi cũng dễ dàng nhận ra ngay lập tức. Nhà nó có tổng cộng 6 phòng, một phòng khách và một phòng ngủ dưới tầng 1, một phòng ngủ của thằng Quách ở phía trên tầng 2, hai phòng tắm nằm khúc dưới cuối mỗi tầng, cuối cùng là phòng thờ ở tầng 3. Nhà nó rộng nên các phòng cách nhau khá xa. Mình lang thang một chút rồi chui toàn vào nhà vệ sinh mà nó chỉ. Lắc cửa tầm cả chục phút mới được mở ra. Chắc không ai xài một thời gian cho nên nó bị quá đắt. Cứ may là không bị hỏng hóc ở đâu, cho nên mình yên tâm chút bầu tâm sự. Đang tận hưởng thì đột nhiên có cơn gió lạnh từ đâu thổi đến. Cặp mắt công tử chủ trợn lên nhìn ra đằng sau. Vừa mở ra thì mình thoát cả mồ hôi. Hướng mình nhìn vào là nguyên cái cây. Tất nhiên là có cửa sổ, nhưng nó có thể nhìn xuyên ra phía sau. Cửa sổ mở toang từ lúc nào, gió lạnh từ đó và đến khiến cho mình bất giác co rúm cả người lại. Quái lạ, sao cửa sổ lại không đóng? Chẳng lẽ người đến dọn nhà lại quên? Thế này nửa đêm trộm nó vào thì gay. Mình cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi tiến đến khóa chặt cửa sổ. Nhà bỏ không lâu ngày mà không khóa cẩn thận thì dễ thu hút mấy tên trộm đến lắm. Lộc đứng dậy định ra ngoài thì giật mình khi mà thấy bóng người lù lù ở trước mặt. Mình đưa tay liền vuốt ngực thở vào một hơi nhẹ nhõm, bởi đó chỉ là phản chiếu của bản thân trên gương. Còn cái gương thì nằm ở hướng đối diện của cửa sổ. Lúc này nói thật là da gà da vịt nổi lên cả, nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh để rửa tay. Tiếng nước chảy xối xả phá tan không gian yên tĩnh trong phòng, khiến cho bản thân bớt sợ đi phần nào. Thật tình bình thường mình chẳng sợ làm gì đâu. Thế nhưng mà trước khi đi, thằng Quách cũng đã nói tốt nhất là nên cẩn thận. Mình không nghĩ là phải cẩn thận như thế nào, nên cứ đề phòng cảnh giác mọi chuyện. Mà cái thằng này kể ra cũng lạ, bản thân nói mình là phải cẩn thận, mặc dù không biết cẩn thận cái gì mà nó lại đi xem phim ma nửa đêm. Đúng là cái thằng dở hơi. Ngay đoạn mình liền nhanh chóng bước ra bên ngoài. Hành lang không bật điện cho nên mờ mịt lắm. Đang định về phòng khách thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Theo quán tính mình bất giác quay người lại nhìn thì chẳng có ai. Quái lạ, rõ ràng là có tiếng bước chân cơ mà, hay là thằng Quách? Mày nghi hoặc tự vấn bản thân vì đằng sau mình hết đường rồi, làm gì còn chỗ nào khác mà đi. Thế thì chắc chắn bản thân nghe nhầm nên mình không để ý nữa mà nhanh chóng trở về phòng khách.
Lúc này thằng Quách vẫn còn đang chăm chú xem phim mà không để ý đến sự xuất hiện của mình. Đang định tiến đến dọa cho nó một phen thì chân mình đứng sững lại. Cả người mình cứng đơ không sao có thể nhúc nhích. Cơ mặt không tự chủ mà giật lên vài cái. Cánh tay đưa lên chỉ về phía bên ngoài căn nhà, nơi có bóng hình vừa chạy lướt qua cửa sổ. Cường à, mày làm gì đứng đơ ở đó vậy? Có chuyện gì thế? Tiếng của thằng Quách vang lên kéo mình quay về thực tại. Mình còn chưa hết bàng hoàng nhưng vẫn cố gắng lên tiếng. Có người ở bên ngoài. Thằng Cường nghe thấy như vậy thì cũng hoảng hốt không kém, vì ngoài hai đứa ra, làm sao có người khác trong căn nhà này được. Thế là nó liền tóm lấy bình hoa, tiến đến mở toang cánh cửa sổ ngó ra bên ngoài. Để một lúc nó quay lại nhìn mình để ngơ ngác. Làm gì có ai, mày bị ảo giác à? Rõ ràng ban nãy tao thấy có bóng người chạy qua mà. Tao còn thấy tóc của nó nữa, chắc chắn là con gái. Thằng Quách nhìn mình bán tín bán nghi, nó liền bảo. Con gái? Sao trong nhà này lại có con gái được chứ? Thôi được rồi, đi chung quanh kiểm tra xem thế nào đi. Thằng Quách nói xong thì liền bước đi. Mình cũng nhanh chóng đi theo vì sợ nó gặp phải vấn đề gì. Cứ như vậy hai thằng nhẹ nhàng đi quanh nhà để kiểm tra. Không dám bật đèn vì sợ kẻ kia biết người đến mà lén đi. Hai thằng hồi hộp trèo từ cửa sổ ra bên ngoài, nhưng mà tuyệt nhiên không hề có ai. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì thằng Quách thở phào lên tiếng. Đấy, làm gì có ai đâu, mày làm tao sợ hết cả hồn đấy. Mình lúc này cũng bình tĩnh hơn, nhưng vẫn nghi ngờ lắm, vì rõ ràng ban nãy mình nhìn rõ, không thể nào là nhầm lẫn cho được. Thế mình vẫn còn đang ngó nghiêng chung quanh, thằng Quách cười rồi lên tiếng. Ta nói rồi mà, chắc là mày nhìn nhầm mà thôi. Muốn yên tâm đi thì lát nữa vào trong đóng chặt tất cả các cửa lại là xong. Thế nó nói như vậy cho nên mình cũng không phản bác gì nữa. Xung quanh nhà tường lại rất cao, lại trong thời gian ngắn như vậy thì làm sao mà có thể trốn trong tích tắc cho được. Thế là mặc định trong đầu mình là nhìn nhầm chứ không hề có ai. Nên là làm cả hai thằng vào bên trong khóa tất cả cửa nẻo lại, rồi mới an tâm trở về chỗ cũ. Màn hình lúc này cũng đã tắt. Thằng Quách bấy giờ liền hỏi. Thế mày có muốn xem phim nữa không? Thôi đi ngủ đi, bây giờ còn xem xét cái nỗi gì chứ. Mình liền cười ngượng rồi bảo. Không xem hôm nay thì hôm khác xem. Sao mày cứ phải lằng nhằng vậy chứ hả? Thằng Quách nghe thấy như vậy thì cũng gật gù đồng ý. Là bởi vì quả thật lúc này hai đứa cũng đã thấm mệt cả rồi. Nhìn lên đồng hồ cũng đang gần 3 giờ đêm, nên cả hai thằng quyết định đi ngủ. Sao hả, bây giờ muốn ngủ ở đây hay là ngủ ở trong phòng? Thằng Quách hỏi, mình lập tức trả lời. Thôi ngủ đại ở đây đi, và trong phòng chi cho nó mất công. Hai con mắt của mình lúc đó như muốn nhắm nghiền lại, nên không còn chờ gì nữa, liền thả lưng nằm xuống sofa. Thằng Quách đi vào trong phòng đục đục gì đó tìm hai cây gối. Cứ như vậy hai thằng ghép sofa lại để ngủ. Bây giờ nghĩ lại tiếng hai thằng giờ hơi thật. Và phòng ngủ có phải hơn không mà lại bày đủ ra thứ phòng khách. Xong đầu vào đó, mình trộm lấy tắt cái láp đi. Nhưng tắt xong thì mọi thứ cứ im một cách đáng sợ. Nên mình mở lại. Mình chủ động bật mấy bài nhạc thể loại nhẹ nhàng cho dễ ngủ. Lúc này thằng Quách bấy giờ lên tiếng. Mày nghĩ giống tao ghê đó. Tự nhiên thấy phòng yên ắng quá lại có chút không quen. Mình không đáp mà cứ như vậy bật nhạc rồi chùm chăn để ngủ. Trong lòng thầm mong trời mau sáng để điều đó cho khuây khỏa, chứ ở trong nhà mãi nó cũng chán. Nằm được một lúc thì mình lên tiếng nghi hoặc. Mày có ngửi thấy cái mùi gì thum thùm không? Quách điềm tĩnh trả lời. Ta đang nịt mũi cho nên chẳng ngửi thấy gì cả. Chắc là có con chuột nó chết ở đâu đó thôi. Nghe nói có lý cho nên mình không nói gì thêm mà nhắm mắt lại. Định bụng ngày mai sẽ đi tìm chuột chết ở đâu để mà dọn dẹp. Mình đang lìm dìm trong cơn buồn ngủ, vì là chỗ với lại không có kịp tắm cho nên cảm thấy khó chịu lắm. Dù gì thì giờ mình càng ngày ngoài đường cho nên bây giờ người càng khó chịu hơn. Thế nhưng chẳng lẽ giờ đây dậy đi tắm thì cũng không có tiện, cho nên cứ chần chọc mãi không sao có thể chìm vào trong giấc ngủ. Nhìn sang bên cạnh thì thằng Quách đã nằm im từ bao giờ. Thế ngực cơn nó phập phồng nhẹ nhàng cho nên mình cũng an tâm mà tự trấn an bản thân để nhanh chóng thiếp đi. Thế nhưng chẳng được bao lâu thì tự nhiên mình thấy lạnh sững lưng. Cảm giác không lạnh cho lắm,
Tôi liền dùng cái mền lên kín đầu, giật luôn phần mền của thằng Quách, rồi nằm sát vào nó rồi nhắm mắt cố gắng ngủ tiếp. Thế nhưng không hiểu sao mà không khí lạnh ở đâu cứ ập đến khiến cho tôi không sao có thể ngủ được. Cảm giác khí lạnh kia từ người của thằng Quách tỏa ra, cho nên mình quay lại để xem tình hình. Thì toàn thân của thằng bạn đang nằm co quắt, còn không ngừng run lên bần bật. Thế vậy thì mình vội vàng tá hỏa ngồi dậy rồi lên tiếng hỏi: Quách ơi, mày làm sao thế Quách ơi? Lên tiếng gọi mấy lần nhưng không nhận được câu trả lời, cho nên mình hơi hoảng. Đang định đánh nó vài phát cho nó tỉnh thì thấy nó không còn run rẩy nữa, hơi thở cũng dần trở nên đều đặn hơn. Thế vậy mình quan sát thêm một lúc mới dám nằm xuống, nhưng cũng không chợp mắt nổi vì nó lúc này lại lên cơn như lúc nãy. Chờ đợi được một lúc thì không chịu được nữa, mình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến lúc giật mình tỉnh giấc lại thì nhìn sang bên cạnh không thấy thằng bạn của mình đâu nữa. Liếc nhìn đồng hồ để xem thì lúc này mới chỉ có 4 giờ sáng, tức là mình ngủ còn chưa được một tiếng đồng hồ. Vì trời giông cho nên ở bên ngoài lúc này vẫn còn tối lắm. Nằm được một lúc vẫn không thấy Quách quay lại, bất chợt thấy bất an ở trong lòng. Lúc này laptop cũng đã tắt tiếng từ bao giờ, màn hình tôi không còn phản ứng nữa. Chắc là thằng Quách dậy tắt đây mà. Thế nhưng nó đi đâu rồi chứ? Sao từ nãy đến giờ vẫn chẳng thấy nó đâu là sao? Nói đoạn thì mình liền đứng dậy để đi tìm. Lúc này tiếng xả nước trong phòng vệ sinh vang lên, cho nên mình đinh ninh rằng nó đang ở trong đó. Mình gõ cửa rồi rục: Nhanh lên mày ơi, làm cái gì mà lâu quá vậy? Thằng Quách không đáp và mình cũng chẳng hỏi thêm mà ra chỗ cũ định ngủ tiếp. Lúc này còn chưa định hình được thì trên tầng lầu vang lên tiếng bước chân chạy dồn dập. Tiếng động rất lớn, có 2-3 người chạy vậy. Thế nhưng mà cả nhà nhõn có 2 thằng, thằng Quách lại đang trong phòng vệ sinh thì trên lầu là ai? Vừa nghĩ đến đây thì sống lưng của mình lạnh toát cả đi. Chẳng lẽ là ma? Ý nghĩ đó vừa vang lên trong đầu thì toàn thân đã run lên bần bật, không còn đủ can đảm để lên xem. Cho nên mình vội vàng chạy đến chỗ nhà vệ sinh để gõ cửa. Quách ơi, mày có đó không Quách ơi? Hình như trong nhà có người đó. Thằng Quách không đáp, tiếng giật nước bên trong vẫn vang lên đều đều, thậm chí là ngày càng trở nên lớn hơn. Mình gấp gáp định phá cửa xông vào rồi lo rằng thằng này có vấn đề gì đó. Thế nhưng còn chưa kịp thì mình nhận ra cửa không hề khóa trong. Cứ như vậy mình xông vào bên trong nhưng chẳng hề thấy có ai. Nước trong bồn vẫn xả ra liên tục. Cửa sổ ban nãy rõ ràng được đóng kín ấy vậy mà lại mở toang. Gió từ bên ngoài thổi thốc vào bên trong, hơi lạnh khiến cho mình bất giác run lên bần bật. Quái lạ, cái thằng Quách nó đâu rồi chứ? Hay là nó nhảy ra từ cửa sổ nhỉ? Một đề nghị thoáng hiện lên trong đầu của mình, nhưng không dám chắc chắn đó là sự thật, vì thằng Quách việc gì phải làm như vậy chứ? Để chứng minh chứng thực bản thân xem mình có nghĩ sai hay không, mình liền thò đầu ra bên ngoài để nhìn thì quả nhiên không có ai ở đó. Bên ngoài cửa sổ là một bãi đất nhỏ dùng để trồng hoa. Nếu như có người nhảy ra bên ngoài, chắc chắn cây cỏ ở đây đều bị bẹp nát, chứ không thể tươi tốt như vậy được. Lúc này trong đầu của mình hiện lên vô vàn những suy nghĩ. Chẳng lẽ thực sự có kẻ xấu nào đó cố tình đột nhập vào đây? Nhưng đã đột nhập vào đây tại sao còn xả nước? Như vậy chẳng phải là ngu ngốc hay sao? Lúc này đứng yên ở đó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, cho nên mình toàn chạy đi tìm thằng Quách. Thế nhưng chưa kịp bước đi thì thân mình lạnh toát, chôn chân đứng tại chỗ không thể nhúc nhích được. Trước mặt mình là tấm gương quen thuộc, nhưng lúc này hình ảnh phần trước bên trong không chỉ còn mình nữa, mà đằng sau còn thấp thoáng bóng dáng của một người con gái. Chuyện này... Mình còn chưa kịp nói dứt câu thì bóng người kia đã áp sát vào cửa kính. Một mái tóc dài che kín gần như cả khuôn mặt, nên mình nhất thời không thể nhận ra người bên ngoài đó là ai. Giúp tôi, giúp tôi. Tiếng nói vang lên trong không trung như thể vọng lên từ một nơi xa xăm nào đó, khiến cho mình co rúm người vì sợ. Mình hốt hoảng muốn chạy đi nhưng chân tay vốn không còn nghe theo trí óc nữa. Lúc này mình chỉ biết trợn mắt lên nhìn chăm chăm vào tấm gương trước mặt. Những mong người bên ngoài, hay nói đúng hơn là vong hồn kia, sẽ không làm gì hại cho mình. Làm ơn giúp tôi,
Tôi lạnh quá, tôi lạnh quá. Tiếng nói kia lại một lần nữa vang lên khiến cho mình ứa cả nước mắt vì sợ. Bóng ma bên ngoài cửa lúc này chẳng còn chịu ngồi yên mà liên tục gõ tay lên kính. Mỗi lần như vậy trên mặt kính hiện lên những dòng máu đỏ tươi khiến cho mình đã sợ lại càng thêm sợ. Trời Phật ơi, cứu, cứu con với. Mình thầm thét lên trong lòng trước bụng miệng vốn đã dính chặt lại không thể lên tiếng. Mình hoang mang nhìn về bóng ma tầm mong mọi việc này trôi qua và bản thân sẽ bảo toàn được tính mạng. Bóng ma bên ngoài không thể chờ đợi được nữa, cô ta không ngừng đập mạnh đầu vào cửa sổ, máu từ theo đó chảy ra dòng dòng bê bết trông thật kinh khủng. Mình không còn chịu đựng được nữa, miệng lúc này đã dính chặt, mình cố gắng mở ra rồi hét lớn. Cường ơi, Cường, mày làm sao đây? Tiếng gọi quen thuộc vang lên kéo mình trở lại với thực tại. Mình hoang mang ráo rác nhìn chung quanh. Thằng Quách lúc này đang ở ngay trước mặt. Mày đi đâu mà để tao tìm mãi vậy? Lúc nãy có con ma nó muốn bắt tao đi. Thằng Quách nghe mình nói thì liền cau mày khó hiểu. Mày mơ à? Mày vẫn nằm ở đây từ lúc đi ngủ đến giờ. Tao thấy mày hét lớn cho nên tao gọi mày dậy đó. Lúc này mình mới nhận ra bản thân vẫn nằm trên ghế chứ không có ở trong nhà vệ sinh. Mình thở phào nhẹ nhõm rồi vút mồ hôi trên mặt. Giấc mơ bà nãy quá chân thật khiến cho mình run rẩy. Thằng Quách bấy giờ nhìn mình như thế, nó cười khinh khách rồi bảo: lần đầu tiên ta thấy mày sợ đến như vậy đó. Mày mơ cái gì mà sợ quá vậy hả? Mình cũng chẳng giấu giếm gì nó mà kể lại cho nó nghe giấc mơ bà nãy. Thằng Quách nghe xong thì phá lên cười: sao mày cứ mơ mơ mộng mộng mấy đứa con gái như vậy? Hay là tương tư đến đứa quái nào? Mày vơ và vơ vẩn chứ hả? Có tư tưởng thì tao phải chọn đứa nào đẹp chút. Ai lại tư tưởng nó tự đập đầu vào cửa sổ máu me be bét như vậy hả? Thằng Quách bấy giờ cau mày không nói gì thêm. Hai thằng kinh như vậy yên lặng. Trời lúc này cũng đã sáng. Mày không dám ngủ tiếp mà nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Bước vào bên trong căn phòng vệ sinh, cảm giác sợ hãi trong giấc mơ lại ập tới. Mình và nước xối xả lên mặt rồi trấn an bản thân không việc gì phải sợ cả. Ra đến bên ngoài thì thằng Quách đã lên tiếng: tao vừa nhặt đựng tần này ở dưới sàn nhà, mày biết nó là gì không? Vừa nói nó vừa giơ một tờ giấy khá mỏng lên cho mình. Tờ giấy nhỏ lắm, rộng khoảng 5cm, dài khoảng 10cm. Bên trên tờ giấy còn xuất hiện những ký tự ngoằn ngoèo được vẽ bằng mực đỏ. Hình như là bùa thì phải đó. Mình bất giác lên tiếng khẳng định. Trước đây mình cùng mẹ đi xem bói khá nhiều nên mấy lá bùa này nhìn phát là nhận ra ngay. Bùa? Sao nó lại dính ở dưới sàn nhà? Quách nghi hoặc hỏi. Mình hờ hững rồi đáp: chắc là ai đánh rơi. Mấy lá bùa này chẳng có tác dụng gì đâu. Mẹ tao vẫn hay tình bùa về nhưng chẳng thay đổi được gì cả, chỉ toàn là mê tín dị đoan. Thảo Quách nghe vậy thì vội vứt lá bùa vào thùng rác, miệng không ngừng lẩm bẩm: quái lạ, sao nó lại được đặt ở đây không biết? Chả lẽ người đến dọn nhà mang theo cả bùa sao hả? Nói đến đây Quách lại nghĩ đến những lời đồn đại được mọi người truyền tai nhau. Có lẽ người dọn nhà cũng nghe được cho nên mang theo bùa, trong lúc dọn dẹp không cẩn thận lại làm rơi. Nghĩ vậy cho nên Quách an tâm hơn. Hai thằng sau đó không để ý nhiều nữa mà nhanh chóng ra ngoài để ăn sáng. Nên là ăn sáng vậy thôi chứ thực ra là ăn trưa luôn rồi. Và khá may mắn là mình đã làm một giấc cho tới sáng, không còn cảm giác gì nữa. Nên là như vậy thôi chứ nửa đêm mình vẫn giật mình thức giấc vì sợ, thi thoảng lại cứ nhìn ra ngoài vì sợ có bóng ma nào đang đứng bên ngoài. Nói thật thì đề phòng vẫn là hơn hết. Còn thằng Quách nằm bên cạnh thì rất bình thản, nó ngáy đều như chẳng lo nghĩ gì cả. Cũng đúng thôi, dù sao thì cũng là em họ của nó thì nó việc gì phải sợ. Đến ngày hôm sau thì chúng mình cũng rời đi, để lại căn nhà trống không như những gì trước khi cả hai đứa đến. Cho đến khi cả hai quay lại thì cũng là một năm sau. Lần này cả hai quyết định ở lại lâu hơn nên là có nhiều thời gian để dạo chơi. Thời gian thấp thoáng trôi qua. Tháng ấy mà đã mấy năm, thằng Quách rời đi nơi khác. Đợt trước quay về nó chưa đi được nhiều nơi nên lần này quyết định đi xe máy khám phá quanh huyện xem có gì mới không. Nó nhẹ nhàng cười bảo: tao nghe nói dạo này thị trấn nổi lên mấy chỗ vui chơi hay lắm, có khi còn hơn cả thành phố đấy. Thôi tém lại ông, liêm sỉ của mày để ở đâu hả? Ôi dồi ôi, tầm này thì liêm sỉ gì chứ. Tranh thủ đi chơi trước khi lấy vợ,
lấy vợ về chẳng khác gì đeo gông ở cổ. Đến lúc đó muốn đi ăn nhậu với bạn mẹ chả được đâu. Mình nghe xong thì bật cười. Thằng Quách vốn lèo mép, cái gì cũng cãi cho bằng được. Nghe nó nói xong cả người run lên vì nhịn cười. À chà, tình hình này chắc là sắp lấy vợ nhỉ. Thì công tính rồi, nhưng mà để nghe ống ý của nàng đã. Sau này chẳng biết nghe đâu mà hay hạch sách lắm. Cứ nói là lấy về rồi thì sẽ không còn được yêu đương như trước, nên nàng không muốn cưới luôn. Thằng Quách thở dài rồi quay sang nhìn mình rồi hỏi. Thế mày với Lan vẫn chưa có ý định gì hả? Chưa. Mày thì có nhà có xe, tao thì chưa có gì nên không dám hỏi cưới. Thế bởi bây giờ lấy nhau mà không dư giả thì khổ lắm. Chẳng được một túp liều tranh hay trái tim vàng đâu. Hai thằng vừa đi vừa tâm sự như những thằng đã trải qua nhiều sương gió cuộc đời. Mới một năm không quay lại, nhưng dường như đã có nhiều sự đổi mới. Đường xa cũng đã có nhiều thay đổi, nhưng nói chung là vẫn có thể nhận ra. Thằng Quách lái xe đến chỗ chợ quen thuộc, nơi có cây đa khá nổi tiếng ở đây. Ngồi xuống quán bún bên dưới gốc cây đa, cả hai gọi ngay mỗi đứa một bát bún đặc biệt để ăn cho no bụng. Đang ăn thì mình đích mắt nhìn lên cây đa. Nó rất to, tà lá xum xuê chứng tỏ cây đa này nó có từ lâu rồi, từ khi ngôi làng này chưa xây cũng nên. Thế ăn không cũng chán cho nên mình liền lên tiếng hỏi bà chủ về cây đa. Bà chủ nhiệt tình chia sẻ nói rằng bà năm nay cũng ngoài 50, nhưng từ khi sinh ra đã thấy cây đa xuất hiện. Cũng chẳng ai rõ nó có từ bao giờ. Nhưng người già cả trong làng cũng vẫn lẫn hết rồi, nên thông tin không được chắc chắn. Tuổi thọ của cây lớn như vậy nên người dân ở làng rất kính trọng và tôn thờ cây đa này lâu năm. Cây đa rất là to nên thỉnh thoảng người dân đi làm đồng về nghỉ ngơi hóng mát. Còn mấy đứa nhỏ thỉnh thoảng ra gốc cây đa chơi trốn tìm và đuổi bắt. Nghe bà kể vậy mình cũng gật gù quan sát. Đúng là cây đa rất to, chồng người ôm chắc cũng không hết. Để giữ được cây đa cổ thụ như vậy quả thật là hiếm gặp. Đột nhiên mình quay ra nhìn thằng Quách thì thấy nó bỗng nhìn chăm chăm vào tảng đá nhỏ dưới gốc đa, nơi mà cây cỏ mọc tùm và che lấp, không nhìn rõ là gì nữa. Mình khẽ đặt tay lên vai của nó rồi hỏi: mày nhìn gì mà kỹ vậy? Thằng Quách giận mình trả lời: hình như ở kia có mộ thì phải. Nghe vậy mình cũng nhìn theo, nhưng đó không phải là mộ mà là một bia đá khá nhỏ. Ở đằng sau còn xây thêm mái che giống như ngôi miếu nhỏ vậy. Thì hai đứa cứ nhìn chăm chăm ở đó. Bà chủ bán bún liền bảo: đừng có nói linh tinh về ngôi miếu đó mà bị quở nha. Đó là miếu à? Ừ, là miếu thờ cô được 30 năm rồi đấy. Ngay đến đây tiếng hai thằng nổi tính tò mò cho nên gặng hỏi thêm. Thì được biết cách đây khá lâu, có một cô bé bị bỏ ngốc chết ngay tại chỗ này. Vòng chết trẻ lại rất thiêng cho nên cả làng khi ấy bị phong hồn đứa trẻ làm cho náo loạn. Để vòng không làm hại đến người trong làng nên họ lập ra miếu thờ nhỏ. Những vòng ma kỳ không cần quấy nữa, và quả nhiên là người làng yên ổn từ đó cho đến bây giờ. Tuy nhiên những ai không biết không tin mà vô tình mạo phạm thì vong kia sẽ lập tức vật cho người đó. Nhẹ thì ốm đau bệnh tật, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Nghe vậy ngay thằng há hốc miệng ngạc nhiên. Ban đầu chẳng đứa nào tin, nhưng mọi người chung quanh cũng gật gù nói như vậy, cho nên là hai đứa cũng có chút sợ. Mình liền lên tiếng hỏi: thế bác bán đồ ở đây mà không sợ hả? Mình có làm gì có lỗi với người ta đâu mà sợ. Bác ở đây còn là nhổ cỏ cúng kiến đều đặn ấy chứ. Chắc vì thế mà cô thương nên cô phù hộ cho làm ăn khấm khá lắm. Thằng Quách nghe vậy thì bật cười. Trời đất ơi, chả thấy quán cô có mấy khách đâu mà làm ăn khấm khá. Nó vừa dứt lời thì bàn bên cạnh có tiếng người đáp ngay: đây là chứ em không biết, chứ bà Tư đây giàu có lắm, bà có mấy căn nhà mặt tiền trên thành phố đó. Nghe vậy hai đứa chúng tôi há hốc miệng không thể tin nổi. Thực sự nhìn bên ngoài bà Tư rất giản dị, chứ không giống như người có tiền. Thế hai thằng cứ nhìn chăm chăm nên bà chủ liền cười lên tiếng: nói quá đi chứ, nhà cô thương nên bác cũng xây được một căn thôi, còn mấy căn còn lại toàn là của các con. Mấy nghe vậy thì lại càng trở nên tò mò, không biết miếu này làm sao lại có thể linh thiêng như vậy. Thằng Quách liền thầm thì: hay tao với mày cũng bán bún ở đây đi, ngày ngày qua quét dọn thắp hương, khéo cô cũng cho mỗi đứa một căn cũng nên. Bà nghe xong thì có vẻ không vui, bà liền bảo: cô chỉ thương những người thực tâm với cô, chứ những kẻ đến vụ lợi chẳng nhận được gì đâu. Kể cả có được cô phù hộ đi nữa mà bản thân không biết tu chi làm ăn thì cũng như không cả.
Vậy nên hai đứa đừng có tính đến chuyện đó làm gì cho mất công. Hai thằng nghe vậy thì xấu hổ không nói thêm vì sợ bị mắng. Nhưng thằng Quách vẫn không chịu liền ngồi yên. Nó liền nháy mắt ra hiệu thì thầm. Sau đó xem cho cái ngôi miếu không mày. Mình lắc đầu từ chối nhưng thằng này đâu có chịu nghe. Hay là làm nó liền từng bước đến gần đến chỗ phiến đá. Một tay cầm que gỗ để lật và khều cỏ dại mọc tùm. Còn tay kia thì nhổ cỏ dại. Thế vậy bà Hà bây giờ liền lên tiếng. Để có động vào đó. Cháu nhổ cỏ dại mà, cỏ tốt quá này. Bà Hà nghe xong thì cũng để yên không nói gì thêm. Còn thằng Quách thì cứ lúi húi ở đó một lúc chẳng chịu ra. Thế là cho nên mình định tiến đến xem sao. Thì đột nhiên thằng Quách quay ngoắt người. Toàn thân run bần bật. Hai con mắt trợn lên nhìn rất đáng sợ. Quách, mày... Mình còn chưa kịp phản ứng thì Quách đã cười phát lên. Thế nhưng rõ ràng giọng cười không phải là của nó, mà lại là của một người con gái khá trẻ. Tiếng cười lanh lảnh khiến sống lưng của mình lạnh toát. Những người còn lại cũng bị sự việc trước mắt làm cho hoang mang, không dám ngồi mà đứng hết cả lên. Quách à, mày sao vậy? Mày đừng có làm tao sợ nghe mày. Thằng Quách vẫn cười lớn như thể không nghe thấy tiếng của mình nói vậy. Lúc này bác Hà tiến đến nhéo tay mình mà bảo. Nó bị cô nhập đấy, đứng yên đừng có làm gì. Cô mà giận thì cô không tha cho đâu. Nghe đến đây thì mình hoang mang lắm, mồ hôi vã cả ra. Những người còn lại cũng bắt đầu lên tiếng xì xào. Được một lúc thì thằng Quách ngừng cười. Nó ngồi xuống bàn cắn hạt hướng dương trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Mặc dù ai cũng thắc mắc trong lòng nhưng đều không dám nói ra. Ngay cả mình cũng vậy. Được một lúc thì không đợi được nữa mình lên tiếng. Quách ơi! Còn chưa kịp nói hết câu, Quách đã nhả hết hướng dương trong miệng ra. Nó trợn mắt chỉ về phía của mình. Bị ma nữ đi theo mà không biết gì hả? Nói xong thì nó lại cười ma mị. Câu nói của nó khiến cho mình sợ run người. Bất giác quay về đằng sau nhưng mà tuyệt nhiên chẳng hề thấy gì cả. Những người khác cũng bị câu nói nó dọa sợ. Ai nấy cũng đứng sát vào nhau chân đỡ lạnh. Tiếng rì rầm bắt đầu vang lên. Mình nghe rõ bên tai có tiếng người nói. Chắc là cô về đấy. Cậu biết hai đứa này bị sao mà cô hiện về như vậy. Chắc chắn là chuyện không lành rồi. Mình càng nghe càng run, da gà da vịt nổi lên cả. Ban đầu còn nghĩ thằng bạn trêu. Nhưng nhìn hai con mắt trắng dã của nó thì mình lập tức gạt bỏ những suy nghĩ đó. Lúc này trong đầu còn ngập tràn ý loạn. Không biết phải xử lý ra làm sao thì đột nhiên thằng Quách thấy mình vẫn đứng yên tại chỗ để lên tiếng. Nó chết oan đấy. Phải đào xác nó lên cho nó siêu thoát. Đợt trước chúng mày về nó đã báo mộng cho rồi mà không biết. Lần này mà không giúp là nó phá. Mày nói cái gì thế Quách? Ta không đùa với mày đâu. Mày mà không dừng lại ngay thôi, không có bạn bè gì nữa. Mình cứng miệng quát lớn những mong là Quách sẽ dừng lại. Thế nhưng không. Vừa dứt lời thì Quách đập mạnh mấy cái cốc trên bàn xuống đất, khiến chúng vỡ toang thành nhiều mảnh vụn. Ta không phải là Quách. Ta nói rồi về đào xác nó lên. Nó chết oan đang đứng ngay sau lưng của mày đó. Thằng Quách gào lớn khiến cho mình sợ lắm. Bà chủ quán bấy giờ mới tiến tới rồi lại lục. Lại cô. Cậu này mới đến không biết biệt danh của cô. Có điều gì sai sót mong cô nhẹ nhàng bỏ qua. Thằng Quách bấy giờ không còn vẻ hung dữ nữa. Nó liếc nhìn mọi người đang đứng hóng chuyện, rồi chỉ nhẹ nhàng lên tiếng đúng một câu trước khi ngất điểm. Mọi thứ ta đã nói rồi, làm hay không do các người chọn. Nếu để lâu ắt công họa ập đến, nhớ đây. Nên đoạn thằng Quách lăn ra ngất xỉu, còn mình thì vẫn không khỏi sợ hãi. Một lúc sau được sự giúp đỡ của mọi người thì nó dần tỉnh táo trở lại. Nhưng tuyệt nhiên nó chẳng nhớ điều gì cả. Mình thì hoang mang lắm, tay chân không tự chủ được mà run lên. Thằng Quách thích như vậy thì bật cười. Không ngờ mày lại lo cho tao nhiều đến nỗi chân tay run rẩy như vậy đó. Thế nó trêu mà mình không thể cười nổi. Nó đâu có biết những chuyện ban nãy vừa xảy ra, cho nên nó vẫn còn nhăn nhở lắm. Lúc này bà Hà mới lên tiếng. Cô đã lên tiếng nhắc nhở như vậy rồi, chắc chắn có chuyện đấy. Mấy đứa đang sống ở đâu? Mình thật thà trả lời là ngay thằng đang ở căn nhà bên sông. Mới sáng này hai đứa mới dọn đồ về căn nhà đó. Bà Hà nghe đến đó thì tái mặt. Ồ thảo nào. Thế vẻ mặt bất thường đó, mình và Quách ngạc nhiên gặng hỏi bà. Bà Hà cùng những người khác nuốt nước bọt kể lại. Căn nhà đó mấy năm gần đây thường xuyên xảy ra những sự lạ, khiến cho những người đi ngang qua đó lúc đêm hôm đều nhiều phen kinh hoàng. Nghe vậy thằng Quách liền phản bác. Làm gì có chuyện đó chứ.
Nhà cháu biết bao năm có gì lạ đâu, chắc chắn là mọi người nhìn nhầm. Bà Hà nghe xong thì cau mày nói, chỉ nghe người ta nói thì ta cũng bán tín bán nghi, nhưng ta cũng tận mục sở thị rồi, còn nghi ngờ được gì chứ. Sau đó thì bà Hà kể lại chuyện nửa đêm có việc đi ngang qua căn nhà, đột nhiên thấy điện dưới tầng một bật sáng. Lúc đó bà còn nghĩ chắc là có người về cho nên không có để ý. Ai ngờ vừa đi được mấy bước nữa thì đột nhiên bà nghe văng vẳng bên tai có tiếng người gọi. Bà quay lại nhìn chẳng có ai. Bà khẽ liếc vào trong căn nhà thì thấy điện cũng đã tắt từ bao giờ. Bà lẩm bẩm mấy câu rồi định đi tiếp, nhưng hễ cứ đi được vài bước thì lại nghe có tiếng người gọi. Và lần này tiếng gọi đó vang lên rõ hơn. Đói quá, rét quá, cứu tôi. Tiếng của người phụ nữ lạnh đến thấu xương cứ như vậy văng vẳng trong không gian tĩnh mịch. Bà Hà sâu chuỗi lại những câu chuyện mà mình đang nghe gần đây, lại thêm cả hiện tượng lúc này thì đinh ninh rằng bản thân đã gặp phải thứ không sạch sẽ. Bà sợ hãi vội vàng muốn chạy thật nhanh thoát khỏi nơi đây, nhưng chân tay lúc này đã đông cứng tại chỗ, không sao có thể nhúc nhích nổi. Tiếng nói kia vẫn không ngừng vang lên và thậm chí ngày càng gần hơn với vị trí của bà. Lúc này mồ hôi đã túa ra ầm ầm, bà không tự chủ được ngước lên tầng ba căn nhà thì hỡi ôi. Một cô gái tóc dài với đầm đỏ đang bê lơ lửng ngoài cửa sổ, để mắt đỏ rực phóng về phía của bà như hai hòn than. Bà Hà sợ hãi muốn hét lên nhưng không hét được. Bà trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào bóng hình trước mặt mà thầm khấn vái. Thế nhưng bà càng khấn thì tiếng nói kia lại càng to hơn, thậm chí còn vang lên tiếng khóc nỉ non, khiến cho bầu không gian càng trở nên ma mị. Bà Hà chỉ chịu được đến đó thì ngất luôn tại chỗ. Sáng hôm sau bà tỉnh dậy thì bản thân nằm trong trạm xá. Bà được một người tốt bụng ngang qua giúp đỡ, và rất may là không có gì quá nghiêm trọng. Từ hôm đó bà Hà không dám đi qua đường đó lần nào, mặc dù có nghe mọi người bảo là từ lâu không có hiện tượng gì cả. Bà Hà nói đến đây nhìn hai thằng rồi bảo, tôi nhận hai đứa về xem lại nhà xem có chuyện gì lạ không rồi tính tiếp. Cô đã lên tiếng nhắc nhở như vậy chắc chắn là có chuyện. Thằng Quách lúc này vẫn không chịu tin, đã định cãi lại thì mình đã kịp thời ngăn cản. Mày kể cho nó nghe những giấc mơ quái lạ của bản thân và những sự lạ trong nhà vào một năm trước. Lúc đó nói với nó mà nó không tin, mày cũng không dám nói nhiều vì sợ nó nghĩ mình muốn phá nhà của nó. Nó ngơ ngác chưa kịp phản hồi thì bà Hà đã lên tiếng. Thôi được rồi, hai đứa cho bác đi cùng tới đó, bà cũng muốn biết rõ tình hình như thế nào. Thế là cả bác quyết định quay về nhà của Quách. Nhưng chưa kịp vào bên trong thì nghe có tiếng người náo loạn. Ngạc nhiên quay sang Quách nhìn, mặt của nó ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng hai đứa đã ra khỏi nhà thì làm gì có ai vào trông được. Nhưng chẳng để cho chúng tôi chờ đợi lâu, từ trong nhà một thân người bị bắn bay ra khỏi cửa. Chúng mình còn chưa kịp phản ứng thì người thanh niên đó lồm cồm bỏ lên, mồm miệng bị bít máu. Hắn ta định lao lại vào trong nhà thì đã bị mình ngăn lại. Anh là ai? Sao lại vào nhà của chúng tôi? Lúc này người thanh niên mới nhận ra sự xuất hiện của chúng tôi. Hắn ta hiện rõ sự sợ hãi rồi định tháo chạy nhưng không được. Hắn cứ chạy được mấy bước thì lại ngã sóng xoài xuống đất. Lúc này bà Hà từ bên trong nhà nghe lớn. Trời đất ơi! Bắt lấy nó! Mặc dù không hiểu rõ tình hình thế nhưng mình cùng thằng Quách cũng nhanh chóng bắt người thanh niên kia lại. Bà Hà ôm miệng từ trong nhà chạy ra lắp bắp. Có xương người. Câu nói của bà khiến cho ngay thằng xứng người tại chỗ. Lúc đó bà Hà đang nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát và chẳng mất mấy thời gian công an đã có mặt ở nơi. Người thanh niên gào thét muốn chạy thoát. Hắn lôi trong người ra một con dao định đâm hai thằng mình. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị ngã vật ra đất. Toàn thân giật lên đùng đùng trông vô cùng đáng sợ. Nhà sư giúp đỡ của công an, thi thể bên trong cũng được xác nhận và không phải ai khác chính là Thu, em họ của Quách. Tin tức động trời khiến cho không chỉ những người bên ngoài mà họ hàng của nó được một phen náo động. Bố mẹ của Thu biết tin con gái chết thì đau khổ tột độ. Còn gia đình của Quách thì ngạc nhiên vừa sợ hãi vì không biết vì sao Thu lại chết trong nhà của mình. Sau khi người thanh niên kia tỉnh lại, cuối cùng sự thật được phơi bày. Hóa ra hắn chính là bố của đứa trẻ bên trong bụng của Thu. Khi bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, cả hai đã lén vào trong nhà của gia đình Quách để sống. Vì nhà nó không hề hay về
cho nên hai đứa ở đó được một thời gian cho đến khi Thu đẻ. Trong một lần nóng giận, hắn giận tay giết chết Thu. Hắn dùng xăng tẩm lên người cô bé rồi thiêu, cho xương cốt còn lại thì đem chôn dưới sàn nhà. Hắn mang đứa con nhỏ để trước cổng chùa rồi chuyển đi nơi khác sinh sống. Điều mà hắn không thể ngờ sau đó là vong hồn của Thu thường xuyên xuất hiện và sớm muộn gì cũng gây ra nghi ngờ. Hắn quyết định quay lại yểm bùa cô bé. Để một thời gian khi linh hồn của Thu đã biến mất thì sẽ mang chút xương cốt đi kiên định nơi khác. Nhưng không may là lá bùa mà hắn dụng tâm xin về đã bị mình và Quách tháo bỏ. Và điều kinh hoàng hơn nữa là người dọn dẹp gia đình của Quách Thuy chính là mẹ của hung thủ. Và sở dĩ bà ta vào đây là để canh chừng cho lá bùa kia không bị tháo mất, cũng như bị chủ nhà phát hiện. Ngày đầu Quách lại về mà không báo trước, cho nên mới có cớ sự này. Sau khi sự thật được sáng tỏ, mẹ con hung thủ bị kết án, gia đình của Thu mang hài cốt của cô về chôn cất, cũng theo thông tin mà đón cháu về nuôi dưỡng. Cái chết của Thu khiến tất cả đều sợ hãi vì không ngờ bản thân đã sống trong căn nhà chôn xác người lâu đến như vậy. Kể từ khi gia đình của Thu đón cô về, những người chung quanh không còn thấy bóng ma nào xuất hiện. Dẫu là vậy nhưng gia đình của Quách cũng không còn quay về căn nhà cũ kia nữa vì án mạng kinh hoàng khiến cho mọi người ám ảnh mãi không thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.